Em giới thiệu các bác con máy lọc khí Daikin Mặt Nguyệt. Cái mẫu máy bên em bán rất là chạy, mẫu mã đẹp. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2024. Trong cái dịp mùng 29 này thì em lên sóng con này và em có tặng thêm các bác một chiếc màng mới nhé. Tức là bên trong máy thì đã lắp mà màng thay màng mới rồi, và em tặng thêm một cái chiếc màng HEPA HEPA mới này nữa cho các bác chốt, bác nào chốt chiếc này. Một chiếc Daikin Mặt Nguyệt. Cái chiếc này thì mình dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 mét vuông đổ lại. Dùng thích hợp cho tất cả các loại phòng từ 10 mét trở lên các bác nhé. 10 mét hay là phòng nhỏ bao nhiêu đều ok hết. Cứ dưới 50 mét vuông, 1, 2 mét hay 30 mét đều tốt. Cái bọn này các bác lọc rất là nhanh và khỏe. Điện thì chạy eco, ở chế độ eco này thì nó chỉ có hơn 10W một giờ thôi. Nó rất là riu riu ở đây, cho nên là các bác không phải lo về điện. Đấy. Công suất cực đại của nó là 75W, nhưng mà mình dùng eco thì nó chỉ có hơn 10W thôi. Ngày xưa những cái mẫu này đắt thì các bác thường mua máy nhỏ, nhưng bây giờ thì mẫu này nó cũng khá là hợp lý về giá rồi. Cho nên không tội gì các bác phải mua những con máy cỏ nhé. Đây là cái phân khúc cao cấp nhất của Daikin tại cái thời điểm nó sản xuất, cho nên là full hết về tính năng. Tăng giảm ánh sáng này các bạn này. Hiện giờ này có một chế độ lọc nhanh trong vòng 1 tiếng. Chạy đây. Hiện giờ bật eco này, bật các bác bật eco là tiết kiệm điện nhé. Chế độ lọc nhanh, một chạm bùa ẩm, tốc độ lọc turbo mạnh nhất này. Lọc và bùa ẩm rất là nhanh. Đèn báo phần trăm độ ẩm rất là cao, 89%. Cảm biến âm thanh mới tinh rồi nhé, chứ này các bác không phải lo về độ chính xác. Mã số 1, timer. Đây là cái hệ mà đắt giá nhất của cái dòng này, hai cột lọc tĩnh điện mà các dòng khác không có đâu ạ. Trong này nó có cái sợi dây thép này các bác này, hai cực điện âm dương nó tích hợp ở đây. Đấy, nó bắn các tia lửa điện, nó làm cho cái hạt bụi của mình nó bị nhiễm điện và nó sẽ thu hút vào đây, rất là bám vào đây rất là chặt. Đấy. Mày là thêm một cái màng thô nữa này. Đây cái màng này em thay mới rồi nhá. Cái màng này khi các bác thay nó có trị giá là 300.000. Một con Daikin Mặt Nguyệt, cái mẫu này thì bán rất là chạy ạ. Thành timer. Lọc khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn. Đấy, các bác nào muốn bảo vệ sức khỏe gia đình nhà mình thì các bác sắm cái dòng này bảo vệ sức khỏe. Full tính năng, đối với máy nội địa thì nó full tính năng. Tất cả các tính năng lọc khí, bù ẩm, diệt khuẩn. Bù ẩm, đây là các bác bù ẩm nhá. Bình nước bù ẩm này. Cái nước bù ẩm này rất đẹp, màn bù ẩm rất là đẹp. Đấy. Bù ẩm, diệt khuẩn, khử mùi. Chiếc này thì em vẫn bán như thường lệ là 3,3 triệu, bảo hành 12 tháng. Đối với nắp điện 220V rồi các bác cắm thẳng điện Việt Nam luôn nhé, không phải cắm qua biến áp gì cả. Và tặng kèm thêm một chiếc màng mới duy nhất cho chiếc này. Bác nào lấy thì alo cho em. Bảo hành 12 tháng. Chào các bác.